Nhà thờ đẹp quá rồi. Chưa xong mọi người ạ. Đây là giáo xứ Tân Thạnh Đông chuẩn bị cho Noel, kỷ niệm ngày Chúa giáng trần, kỷ niệm ngày Chúa ngự đến cách đây 2000 năm. 2000 à? 20 năm. Tiết rơi bằng đèn này. Ngôi sao bằng đèn này. Ánh trăng bằng đèn này. Đến tối Hàng Món mới xong không? Đó. Ánh trăng sao bằng đèn sao xa trăng hạ này. Tổng quan về hang đá này. Hang đá nhà thờ Tân Thạnh Đông của giáo xứ Tân Thạnh Đông đấy mọi người ơi. Đức Mẹ Chúa Giêsu đang ở trong lều. Đức Mẹ và Thánh Giuse đang ở trong lều. Chúa Giêsu thì đến ngày tối ngày 24, đêm ngày 24, Chúa mới ngự ở trong cái lều cỏ đó. Những con chiên, con dê bằng đèn luôn này. Dê cừu. Chưa hoàn thiện đâu nha, vẫn còn trang trí thêm mà em thấy đẹp quá, không cưỡng lại được nữa nên quay đấy ạ. Xa xa. Còn đám mây tuyết rơi nữa này, đám tuyết có mưa rơi này, ui cha, sống động hết chỗ nói luôn. Máy điện thoại vào đây ướt luôn nha mọi người. Trời ơi, mưa rơi, tuyết rơi. Đẹp hết chỗ nói luôn. Ướt ống kính của em luôn rồi. Đẹp không? Quá trời luôn. Sống động như thật luôn. Ướt màn hình không thu được luôn. Cả hai đám mây tuyết bay tạo thành mưa luôn. Trời ơi, không nhìn thấy anh ở đâu hết. Không nhìn thấy anh ở đâu hết luôn. Đó, thấy chưa, vào đấy là bị lẫn rồi. Chỉ còn hang đá thôi. Này, ra đây cho xem này. Đâu thấy người, đâu. Thấy chưa, bị lẫn chưa. Đó, không thấy người nha. Ủa, sao cái giấy. Dạ, đó. Không, do máy mở. Không phải, do ánh nắng, do ánh sáng này. Dạ, làm chụp lại cho năm tám máy vẫn mở. Không, không phải. Do ánh sáng này sẽ không thấy người đâu. Rõ nè. Rõ nè. Ồ, máy của em bị mờ rồi. Nam rõ lắm, Nam rõ lắm. Em bỏ đi, bỏ đi, em chụp cho. Rõ.